chào tất cả anh em chú bác ha. Hôm nay Tiền lại lên video đây. Hôm qua lỗi hẹn là gì? Hôm qua á, nói chung là hàng nhiều quá, cũng định là chiều lên video, nhưng mà thì giờ mấy anh em chú bác không biết là Tuyền cũng có một cái mở cửa hàng ở nhà đó, cho nên là làm có một mình, cho nên á hôm qua hàng về thì khách hơi đông quá, cho nên là Tuyền không có thời gian lên video nên đành lỗi hẹn ha. Rồi hôm nay thì Tuyền lên video mà cũng dọn được có ít đồ à. Đồ mới cũng có mà đồ cũ cũng có, đồ mới dọn lên cũng có, rồi cũng có số đồ hành lý nè, giống như mấy cái đồ trong gỗ á, là mấy combo dứt khóa đồ, nói chung là cũng thông dụng cho gia đình, cho mấy anh mấy chú mấy bác xài á đó. Rồi hôm nay là kéo nè ha, kéo dao, nói chung là dao rồi thích hợp cho gia đình xài, cũng và bạn để đừng cố định coi camera nè, đừng có lật nha trời đó. Rồi bây giờ cố định camera rồi, Tiền xin sơ lược cái hình thức thanh toán ha. Thì cái hình thức thanh toán là Tiền sẽ ship sale đây ha, còn ai chuyển khoản mà mua hai đơn á chuyển khoản thì Tiền sẽ bao ship ha. Còn mà ai ship COD thì tiền ship khoảng tầm 35 ngàn là trong đó là Tiền đã bù trong những cái đơn hàng, tại vì mấy cái dụng cụ á, chìa khóa dứt combo rồi đó, mấy cái dụng cụ đó nặng lắm, mấy kilo á, 40 mấy ngàn tùy xa gần nữa. Rồi thì hôm nay được có mấy cái lưỡi cưa nữa, lưỡi cưa với chú bán xài hỏi nhiều quá trời, nhưng mà biểu chụp hình đó, nhưng mà không có có biết nhìn, không biết theo hình. Thì giờ Tuyền lên video vậy đó, những thì mấy anh với mấy chú mà thấy cái nào mà xài thích hợp mình xài á thì mua đi ha. Chứ giờ Tuyền chụp hình biểu, Tuyền chụp hình hết, Tuyền không có thời gian đi chụp. Dạ rồi. Rồi bây giờ Tuyền sẽ vô combo số 1. Combo số 1 là một cây cặp kéo bướm. Một cặp kéo bướm nha. Cặp kéo bướm. Lưỡi hung mẻ. Kéo này không có chữ nha. Cái này không có chữ nhưng mà size của nó cũng lớn, 24. Cây này thì có chữ nha. Nói chung mấy cây kéo này mình xài, mình mài lại cái này nó bị oxy quá chỗ này xíu, nhưng mà không có ảnh hưởng tới lưỡi ha. Cái này mình mài lại là xài ok đó. Cái này có chữ cái hiệu của nó, size này size cũng lớn luôn, size này xay 24 năm luôn nè. Rồi, nó dính cái gì đó. Tiền bán nguyên nguyên cặp này ha, 190k số 1. Dạ, cái này nó dính. Rồi số 2 là một cây kéo bướm chữ ha, chốt đồng. Cái này chắc xịn luôn, xịn sò luôn nè. Cái lưỡi nó nè, rồi mấy cái kéo này không có lấy dễ thử ha. Nói chung là nhìn kéo không có bị mẻ là được rồi ha. Còn giờ mà dạng như về mà mấy anh mấy chú mà xài chắc phải mài lại, giờ cái kéo này đã qua sử dụng hết rồi, cho nên mình muốn bé thì mình mài kéo này dài nha. Kéo này dài 25. Rồi số 2 140k. Số 3 là một cặp kéo bướm. Như cái đèn nó tối tối.
Đợi tiền giờ cái đèn xuống đó. Rồi sáng chưa? Sáng rồi đúng không? Rồi cái kéo cặp cái bóm ha. Bán cặp đi cho nó đi nhanh chứ. Cây đây là cây kéo bướm. Nói chung là mấy cái hàng này nó cũng tạm được chứ nó cũng không đẹp mà không có kiểu mà dạng xuất sắc. Cái này về mài lại. Cái này nó đóng xét mình vệ sinh không sạch thôi. Nó gì nó bị ten ten á, cũng như bị oxy quá. Cái này mài lại thì nó mới bén nha. Nói chung mấy cái bướm là phải mài lại đó. Xem cái này cũng vậy luôn, chữ nó còn đây ha. Mũi không mẻ, nó nhầm thôi chứ nó không có mẻ. Cái này mài lại là bé 230 một cặp số 3. Số 4 là một cặp kéo tiệt cành chết ra rồi. Muốn bùng lên ta. Kéo này cũng vậy luôn, phải mài lại. Nó hơi gích chứ. Không gích. Cái lò xo này nó muốn văng ra rồi. Sao mà nó cứ lên nó sụp dưa hoài ta. Cái vụ này nó cứ hoài ta. Rồi. Nói chung là về mấy bác mấy anh mấy chú đồ lại thôi chứ nó cũng sao mà nó cứ không, cái này cứng nè, không nhảy. Phần là con gái mà đó, cái này nó không văng ruột rồi, cái này văng, cái này xây nó hai cái kẻ tỉa. Cái này 20 xăng ha. Rồi số 4 170k. Thiệt chứ, bởi vì mình vô mà quay một cái video mà cái số mà nó làm sụp dương cái mình bị tụt hứng liền. Chán ghê vậy. Số 4. Trời ơi, nó mắc cái gì gần này á. Số 4 xong rồi, số 5. Số 5 là một cặp kéo hồ lô. Hồ lô. Kéo hồ lô này nói chung cũng được đẹp, không mẻ nhưng mà xay nhỏ. Xay này 18-19. Mẻ nha, mấy kéo này còn bén lắm á. Mài lại xài ok, là phải mài lại cái này. Nó hơi gấp xíu, nó bằng nhau á. Rồi số 7, số 5 170k. Số 6 cũng một cặp kéo luôn, 170k luôn. Một cây vàng, một cây đỏ. Lưỡi không mẻ. Mấy cái là mà lưỡi không mẻ thì ok ha. Mình mài lại, mà lưỡi không mẻ là mình mài là ok rồi. Rồi số 7, số 6 170k luôn. Số 7 cũng là một cặp kéo tỉa. Tỉa cành. Cái này cây bằng mũ. Cái này cái chốt này nè, nó chạy tới chạy lui đó, nó cái này mấy bác về
mấy bác chỉnh sửa lại dùm tiền đi, chứ nhiều khi tiền mà đụng vô cái nó hư luôn, nghỉ bán nghỉ xài luôn á. Rồi xay này nó là còn một cây này nó cũng 20 luôn. Cái này nó bị xét cái nó bị thâm, cái này nò mài lại còn vẫn xài bình thường nè, có chữ luôn á, nhưng mà cái này mình phải mài lại đó. Rồi một cặp 150k số 7 luôn. Số 8 là một cặp kéo bướm. Cái mũi không mẻ là cái lưỡi nó không mẻ. Nó bị nhầm thôi, nó không mẻ. Xe lớn nè, 20 luôn, 21 luôn. Bữa giờ có cái kéo này là nó dài nhất nè. À, cái này anh chú bác về mài lại ha, chốt đồng luôn. Rồi cặp này 250, số 8. Số 9 là một cặp dao. Dao này cái chữ ký hiệu của nó ha, lưỡi không mẻ. Mấy cái này thì mấy anh chú rồi xài thì mài lại. Mấy cái này cho tiền vệ sinh không sạch thôi, rửa sơ sơ. Ha, bạn bún phân đi. Lưỡi dài nhiêu đây, dài hết cán tổng thể. Rồi bún phân máy đó, cái này là hiệu quá, lưỡi không có mẻ. Chung là dao này thích hợp cho gia đình mình xài. Số 9 250k. Số 10, chung hàng thì nhiều nhưng mà không có thời gian vệ sinh cho nên là tiền lên được ít. Dao đứt ha, cán cũng còn đẹp, lưỡi không mẻ. Lưỡi có nói dài 18 nè, mà có 40. Cái này muốn 17, lớn nhỏ xê xích nhau xíu, cái này cán nhiều nữa. Nhưng mà giá thích hợp cho gia đình mình xài, 2 cây 250k. Nói chung là mấy cái dao này á, xài thì thích thật. Mài xong mét xỉu. Số 10 250k, số 11 230k. Số 11. Đây là hiệu dao của nó, hãng dao của nó cán gỗ. Cán không khá đẹp, lưỡi không mẻ ha. Dài thì nó cũng vậy ha. 18 lưỡi 18. Bản 4 phân nè, cái này cũng vậy. Cái dao này cán nhựa. Rồi số 11 230k. Số 11, số 12. Số 12 là hai cái lưỡi cắt. Cái này chắc cổ quá. Cái lưỡi này đẹp, có chữ, có ký hiệu đồ luôn nè. Này nhiêu ta? Để đo đi đã, mò lâu đó. 120. Cái này cốt nó chắc cốt nhỏ, cốt nó có 15 mà. Cái này 66, cái này cũng vậy luôn nhưng mà cốt cũng lớn. Rồi cốt tới 25 luôn.
rồi ha. Một cặp này 100k, số 12. Ừ, cái vấn đề mà mấy bác à, ủa mấy chú á hay nói xong quay video mà chú không đón được, nó không báo cho chú, nó không có thông báo, bật chuông thông báo mà sao nó không báo, nó không phải báo, nó kêu nó đổ chuông nghe mấy chú ơi. Chú trong cái chuông chú bấm vô nó bấm vô YouTube á, nó coi cái chuông thông báo, nhắn vô nó coi thông báo nó mới có, chứ không phải là nó gieo như điện thoại nha. Trời ơi, đó bắt đầu tới lưỡi cưa nè, nắm không được luôn nè. Cái mấy cái lưỡi này nói chung là tại tiền không có vệ sinh nha. Mấy anh mấy chú nè, miễn lưỡi nó không mẻ nó ok là được ha. Tới mấy cái này nói chung là này thì nó sáng là nó nằm trong này sét thì nó bị sét thôi, chứ còn chỗ nào nó không sét là nó sáng. Lưỡi nó không mẻ là ok ha. Đó, lưỡi đẹp. Cái lưỡi này nó có chữ có tên đây nè, mà mắt in da băng đây nè, chữ số luôn đây mà. Rồi đây thông số của nó nha, cốt nó cho mà cỡ cốt chắc cũng giống vậy, cái nào cũng giống vậy. Rồi 25. Cái này thông số nó nè, hai mấy, cốt cũng vậy luôn. Cái này nó xét thôi, chứ lưỡi ok. Mấy cái lưỡi cưa này nói chung là mấy cái lưỡi cưa này về đem về xài chứ vệ sinh cũng nguy hiểm nữa. Cái này to nha. Cái này 25 luôn. Cốt cũng vậy. Cái này người ta kêu là cái gì nè? Lưỡi giống như lưỡi hợp kim. Rồi, nói chung là anh chú xem hàng kỹ, thấy thích hợp ok thì chốt ha. Số 13, 150k. Số 14. Trời luôn. Makita. Cái lưỡi 20, cái lưỡi 25. Chung mà mấy cái lưỡi thì nhiều khi nó cũng có mẻ, 1 răng, 20 răng. Rồi số 14, 150k. Là mấy cái lưỡi nhỏ. Này nè, nghe mấy chú xem kỹ nha. Cái này đẹp quá. Cái hiệu của nó nè, thông số của nó nè. À, 165 nhân 1.6, 6, 10, 20 gì đó. Cái này sơ sơ lượt chứ giờ mà nói cho bà rõ ra chắc mò chắc. À, đẹp hen, đẹp hen. Rồi 15, 130k luôn. Ủa? Ờ chính xác, đúng rồi. 15, 130k. 16. 16. 130k luôn. Thông số nó cũng giống giống nhau vậy quá. Đó, thông số nghe.
lại để nó nằm chằng chịt với nhau nó bị xét. 16 130k một đơn, 16 và 17, nhảy lộn xộn vậy ta, 17 combo kéo. Trong combo kéo này Tuyền bán rất là nhiều, thì nguyên lô nó về là kéo lớn kéo nhỏ, kéo lớn kéo nhỏ, rồi cái kéo tỉa tóc nè, mét tinh dao băng đồ chứ bộ, gọc giấy ha, gọc giấy lớn nhỏ, một cái bấm móng, keo bếp 120k số 17 nó 120k à. Nó đóng kéo về cho mấy đứa nhỏ nó chơi thủ công, rồi cho mấy mẹ xài trong bếp, mẹ thì xài trong bếp, con thì cắt thủ công. 17 18 18 là một cái bộ dao sủi. Dao sủi này 24 cây 150k. Lưỡi đẹp ha, đi 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 gì kìa, khòm xuống con, nó có cái dao này nó bị mẻ này xíu, rồi 150k 4 cây số 18 số 18 số 19 số 19 là 4 cái mũi khoan. Khoan này khoan gỗ. Cái này 27. Mũi 27. Thấy không? 7. Có 20 hả má ơi? 20. Cái này chắc lớn. Nó phải có số. Cái này 24. Cái này 18. Cái này 15 nè. Chắc cũng có số. Cũng chính xác 15. Nó có số đó mà tại mò lâu quá là miếng mò. Đó rồi 4 cái mũi khoan gỗ ha. Nói chung là mũi còn ok. Vệ sinh sơ sơ thôi. 19 200k, 4 cái mũi khoan gỗ. 20 là cái này hành lý này. Mỏ lít găng, mỏ lít găng mà cây mỏ lít ngang găng đó nè, cái này của MCC 300. Nói chung là nó cũng không đẹp lắm. Mấy cái cây này hôm trước thì bán 250k nè, nhưng mà cây đẹp hơn. Cây này nay nó xấu quá, da gì bị móc hết rồi. Hôm nay Tuyền bán nhanh luôn 150k, dặn ra dặn vô bình thường, chỉ có hơn hình hơi bị cũ hơi xấu thôi đó. Số 20 21 là cái mỏ lít găng của MCC 350. Cây này hôm nay bán với giá này thì cũng là giá thanh lý luôn. Cái này mới vệ sinh ra nè, trời ơi, bữa lấy ra nhìn nó ghê lắm. Nhưng mà găng của nó thì ok. Mỗi lít găng này hôm mua cái lô hàng trước này, lô hàng này cũng nhiều ạ. À.
răng nó ha, không có bị mòn, không có bị mớp ở đâu hết á. Cây này hôm trước là bán 350. Này mình thanh lý luôn 180. Số 21 nha mấy anh mấy chú. Ây da, số 21 rồi, số 22. 22 là 2 cây đục. 22 là 2 cây đục. Cái này cái đục máy chắc. Đo cái lưỡi đi. Rồi, 5 phân. Dài 14. Cái này dài, cái này cũng 5 phân luôn. Cái 5 phân nè. Cái này giống như là cái đục hàng chế quá vậy. 24. Nè. Cái này cái lưỡi đục này thép này hơi bị ấy, hơi bị xịn nó mài lại bén chỉ vàng. Nhưng mà cái cán bằng sắt luôn nha. Rồi. Và tới cái chừng số 22. 150k. Tập đục luôn. 22 rồi, 23, 23 bữa nay được một con Eto đẹp. Đẹp. Đẹp hơn hôm bữa bán con Eto kia. Không đẹp bằng con này. Con này đẹp quá trời. Đây. Đó. Cái mặt trên này nó có số. Cái số 12. Căng cột đẹp luôn. Bây giờ nặng lắm nha. Nó tới 5kg. Hôm bữa con kia cũng 5kg. Con này cũng 5kg luôn. Mà con này nó hơi đẹp hơn con kia hôm bữa. Đó. Ok ha. Rồi. Số 23 là 340k. Mấy chú mấy anh có thể hình dung bề ngang và bề dài. Đó. Đo sơ sơ chứ đo ở đâu vậy. Đó. Rồi 23 ha, 340k. 24, 3 cây cây cảo. Cây này cảo này cây nhỏ. À, dặn cái này xuống. Dặn cây 6. Cây này cây nhỏ. Xíu. Đây. Còn cây này cây này cây mới Yamayaki gì á, Mayamaki. Ok. Cây này bự dài hơn. Cây này đo. Cây này dài 50 luôn. Cây này bự hơn nữa nè. Cây này dài 60. Đó. Nói chung là tiền bán rồi. Ba cây này 220k. Ba cây cảo luôn. Số 24. 24 220k. 24 rồi 25 combo. 25 combo. Combo một cái xe ben 300. Nói chung mấy cái này hàng nó tương đối đẹp cho nên tiền không vệ sinh. Chứ mấy cái này mà vệ sinh ra một cái trò nó đẹp long lanh luôn á. Mấy anh chú bác thông cảm ha. Không có hàng về tiền vệ sinh tại vì nó mới dơ dính dơ xét nhiều thì tiền vệ sinh, còn mấy cái mà nó tạm được thì không nên. Cái kiềm cắt này nó bị rẽ ngay cái đầu ngay chút xíu. Kiềm này cắt.
nhâm đây chắc cũng được thôi chứ không ngon. Chìa khóa nè 22, 24, 14, 17 14, 17, 12, 10 9 với 10. Cái cây kìm này, kìm gì đây? Dưới cây mỏ lết. Mỏ lết, mỏ lết 10 inch là 250. Cây mỏ lết này khá đẹp, nhưng nó còn đẹp nha. Đó nha. Cây này nói chung là chỗ nào nó nằm không có bị mưa nước rồi thì nó không bị sét. Đó, miệng gan hàm đẹp, ok ha. Đó, hai con búa rồi. Combo số 25 200k. Đó, những cái combo này nói chung mua một combo nó như đây chứ mình về mình xài hầu như là nó đủ luôn á, đủ trong gia đình xài luôn á. Búa cũng có nè ha, bắt đầu vít nè ha, vít nè quá trời luôn ha, bán cho nhanh hết hàng á, vít tới rồi đó. Nói chung mấy cái vít xài ok, còn mấy cây tiền lựa mà găng mỏ đồ méo rồi rồi đều bỏ hết rồi, bỏ vô dây chai rồi, mấy cái vít xài được rồi mới bán thôi ha. Rồi cứ nhắc luôn, cái này là xịt giờ 7 vô là nó sẽ mềm lại thôi. Nó vệ sinh rồi nhưng mà để không có xịt cái vô nó cũng gích. Cái này về xịt giờ 7 vô là sao, thường ta mình không có xài. Kìm, kìm nhỏ trời ơi, được đâu được, bà này bà đẹp dễ sợ luôn, bà đẹp như hoa hậu nguyên trong đám. 24 thì kèm đóng vít búa, cái kéo cắt ton, cái cắt ton này cái kéo cắt sống, cắt tạo sống. Rồi một cây mổ quạ luôn, mổ quạ của gì tốt 250, găng đó nè. Cái này một xíu combo gần 3kg đó, 200k. Số 26. Ai ai ai, trời ơi trời trời trời. Xem nữa chút xíu nữa à. Rồi 27 là một cái combo luôn, một cái búa. Trời ơi, mấy số nữa xong rồi. Kìm Mary, cái chữ Mary nghe sang lắm, thương hiệu đồ ha, nhưng mà lại xấu quá à. Cái này xây cũng chưa lớn đó, chứ mà cái điều bả không có được đẹp. Cái lưỡi cắt nó bị hở xíu. Cái kìm mổ quạ. Mổ quạ là cái này, cái kìm xài thường thôi, xài nhẹ nhẹ thôi nha, xài hàng cứng không được đâu. Một cái kìm cắt, đừng cắt xéo này luôn. Một kéo cắt ton thẳng. Một cái kìm này, bột hoặc chìa khóa. Trời ơi, 13, 10 12, 10 17, 16 17, 16, 17, 18 16, 17. Rồi có chìa khóa 16, 17 luôn. 14, 10. Rồi cái này cái gì đây, dòng 22, 19. Rồi một cây xà beng luôn. Trời ơi, combo này hơi bị nặng luôn á.
Rồi, số 27 200k. 1 cái búa. Búa gì như già cũng găng. Rồi, cứng rồi. 1 cái kìm. Có đủ mẹ mày. Cái kìm này hơi bị đẹp luôn á. Mà bị mẻ. Ác ôn này chứ. Kìm điện. Kìm điện bị lỡ chỗ này rồi. Kìm nó thiệt á, nó đẹp. Trời ơi, cái kìm này mà nó không có bị mẻ sao tiền không luôn. Nó à không phải, em nghĩ là không phải mẻ đâu. Do là người ta muốn làm cái tổ tuốt dây điện. Cắt ở đây, cắt trên đây. Tuốt dây điện dưới đây nó. Quá tiện. 21 luôn không? Kìm to quá trời. Cây này là cây tháo. Tháo gì đó, quên. Nói chung là mấy anh mấy chú xài biết. Nhìn vô là biết liền, biết. Chỉ có tiền người ta nói rồi mà tự không nhớ thôi. Nhiều quá à. Bây giờ mà biểu thuộc cũng dít hai đầu. Giờ mà biểu thuộc hết mấy cái món hàng cũng hơi bị mệt, bị lâu nữa. Cái phần giờ trí nhớ nó cũng bị kém nữa. Nhớ giờ nó tệ lắm luôn. Mười tám, mười bảy, mười bốn, mười, mười hai. Cái chìa khóa này, chìa khóa mở gì đây? 19, 12, 14, 23, 26. Cái gì đây? Lục giác với cây, cây này, cái gì? Rồi, 200k, một cái combo. Số 28, 28, 29. Bữa giờ cái combo này bữa lên combo xong mấy anh điện combo quá trời nè, bữa nay em lên được mấy số combo đó, ngồi lựa trời ơi, lựa mấy cái đó anh nhức đầu lắm, em phân em nhức đầu lắm luôn á. Sà beng sà phân mấy cái này là nhức đầu luôn á, không biết sao nữa. Phân cứ đều nhau mà nhiều khi nó cũng chắc không đều nổi đâu. Thì nói chung là cái món nào chú bác anh chị nào là anh mấy chú mình mà thấy mình thích hợp mình xài thì cứ alo cho tiền đi đó. Kìm nè, một cái kìm nhỏ là dễ thương sợ. Một cái kìm cắt cũng không được đẹp trời. Cây kìm vừa bên điện bên nóng. Cái kìm này sẽ lớn để không nóng. Cái cắt này còn được nè. Nhưng mà nhìn mặt mày bá xấu thiệt. Không có láng. Bên đây điện, bên đây nóng. Bên đây nguội, bên điện, bên nguội chứ. 13, 17. Khóa này làm gì đây? 14, 17, 22, 24, 23, 21. Đó. Combo này. 29, 200k. Nói chung là mấy cái hàng này đi á, nếu mà sơ đê mà 30 ngàn á, em bù xíu thì nó hơi nhiều. Tại vì cái này nó nặng lắm, nó gần 3kg. Rồi 29, rồi số 30. 30 là cái thùng đựng đồ nghề hen. Bây giờ thì sẽ đo cái dạng của nó nè. 36, ngang của nó là 20. Cái này 7 phân. Cái hộp thì nói chung là còn khá ok ha. Quay móc đồ chắc chắn đó. Cái này mình xài nào mà mình thấy nó xấu quá thì mình
Dạ. Đúng nha, đúng ngắt luôn á. Hùng đầu ngày bữa anh nào nói kêu hùng đầu ngày nhưng mà cái kích thước của anh bự quá sao. Đây, ở trong nó có xét xét xíu. Nó không bị giờ ai hốt bộ combo xong cái mua cái thùng đồ nghề nữa, cái đựng đồ vô, vô đựng đồ nghề luôn quá tiện. Xôi số 30 200k bao nhiêu phút rồi trời, 40 phút rồi, 30 31. Trời ơi, cái mâm hơi bị xịn nha, cái mâm không, em không có bán cái mâm nha, bán đồ nghề trong cái mâm nha, trả cái mâm lại nha, mâm với gỗ nãy giờ không có bán nữa, giờ quên ghi chú lưu ý nha. Số này 200k đây, được mấy cây vít. Nói chung là mấy cây vít em không có vệ sinh, nhưng mà cái mũi, cái mũi, mũi cộng mũi ba cây này là nói chung là em đã lựa rồi nha, nó không có vấn đề vết xài, ok nha, cho nên tiền không có quay kỹ thôi, nó như những hạn thì tiền cầm lên là quay kỹ đó. Nói chung là mấy cái muỗng VK này là xài bình thường nha. Một cây xà beng, rồi mấy cây này ha là đẹp dữ lắm luôn á, mà không có vệ sinh đó, 260 nè, logo có nè, 260 hãng của nó nè, mũi nè. Giờ xong hàng nhiều quá luôn mà vệ sinh kỹ thì đây cho giúp em một chìa khóa 17 13 12 10 14 17 19 17 21 22. Cái này cây kim, cây này đừng là cây tháo gì đó. Một cây kèm này luôn, kèm này hư cái lưỡi cắt cho này ha, gần không mẻ. Nói chung là rẻ rẻ mua xài đỡ thôi, chứ đẹp nó không đẹp. Kèm như kèm này nè, rồi dài 20 21. Chờ cái mâm lại cho em nha. Luôn một cây búa, một cái đầu lắc, cây lắc léo đầu 21, kìm cắt, kìm điện, kìm này còn cắt được, còn găng cắt được, lưỡi ok, chỉ có cái da là xấu thôi. Nè. Ồ, mấy cái cây xà beng này giờ mới để ý nha, có hình của con gà con gì đó, có con gì đó. Mình quên ha. Đúng rồi. Sao có hình con gà, có hình con này, con gì trời? Có hình con gà, có hình con này, con khác con gà nè. Trâu, voi, con bò gì á. Ngộ ta. Cái logo đây nè. Cái này là con cái này giải trí xíu rồi đó, à, ông bên con gà, ông bên con con trâu, con voi vậy, nhưng mà nó không đẹp. 23 21 19 22 10 14. Rồi 32 33. Một cái đuôi chuột, một cái đuôi chuột 21. Một
cái điếu 21. Cái này không biết. Cái công ba. Trời ơi gãy. Ủa nó gãy cái mũi hay là nó vậy ta? Hai cây lục giác. Cây lục giác 14, cây lục giác 12. Cây chìa khóa. Cái này. Cái đầu ga đầu hơi gì hết. Khóa. Cây tháo cổ xe hay gì nè, phải không? Hai cây đục, một cây nhọn, một cây bằng. Một combo 160k số 33. Trời ơi, bữa nay quay 34. Quay cái video gì mà nó lâu vậy ta? Tay chân muốn chết. Bốn kéo. Máy này là kéo bếp là hơi bị ngon. Ê, cái này gãy nứt nhưng mà xài vẫn được. Hai con dao nhỏ, dao gọt trái cây luôn. Dao này mà về mài lại gọt trái cây thì hơi bị im hen đó. Số 34, 140k. 2 4 6 8 tính ra có 20.000 một cây à, quá trời rẻ. Dao luôn, dao này là dao cắt bông, cắt hoa, cắt bánh mì, cắt kiểu này, cắt gì cắt nè. Đây con dao nữa. Dao này mài lại gọt trái cây ha. Kéo. Rồi số 35 cũng là cái số cuối cùng. Kéo đẹp quá. Mấy kéo này là kéo nhà bếp. Rồi số 35 cũng là số cuối cùng nha. Rồi thì xin kết thúc video ở đây. Rồi cảm ơn các anh chị và chú bác đã ủng hộ tôi nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh chị chú bác đã xem video và ủng hộ tiền nha. Rồi cô chú và anh chị có thích cái combo nào thì cứ alo cho tiền. Khách hàng quen thì chỉ cần nhắn tin chốt số rồi là có địa chỉ. Còn những khách hàng mới thì nhắn tin cho em địa chỉ luôn nha. Rồi bye bye, xin chào mọi người nha.